Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học đầu tiên của chương 6 của giáo trình Edito A2. Và chủ đề của chương 6 đó là Côté Cuisine. Côté ở đây là chúng ta nói một cách bình dân, đó, tức là về mặt nhà bếp. Chứ không phải Côté là ở bên cạnh. Nếu ở Côté ở bên cạnh, chúng ta phải có giấy từ à Côté de ở bên cạnh nhà bếp. Ở đây chúng ta nói là Côté Cuisine, tức là trong có nhiều nhiều khía cạnh của cuộc sống đó, thì chúng ta có ở đây là cái khía cạnh về làm bếp. Và các mục tiêu của chương này, thứ nhất, exprimer son accord, son approbation. Exprimer là diễn tả sự đồng tình của mình, diễn tả sự chấp thuận của mình. Se renseigner sur le menu, hỏi thăm về cái thực đơn. Exprimer son mécontentement, diễn tả cái sự không hài lòng của mình. Và chúng ta hãy nhìn vào các phần học chính của chương 6. Về grammar, chúng ta có học động từ pronom on và nói về số lượng. Ne, que là chỉ, và chúng ta học về so sánh tuyệt đối, le superlative. Rồi chúng ta cũng sẽ học về các trạm từ chỉ cách thức, kết thúc bằng more, adverb và on more. Trong phần từ ngữ, chúng ta học các từ ngữ liên quan tới thức ăn, rau, hoa quả, số lượng, các loại ngũ cốc. Và trong nhà hàng chúng ta có các thực đơn ở các cái nhà hàng rồi các cái đặc sản, đó là phần chính nội dung của chương 6. Và trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ học một chương về từ vựng ở trang 87 và nội dung là học về các thức ăn, les aliments. Và tôi đã viết tất cả các danh từ ở trong chương này ra word để chúng ta có thể trình bày rõ hơn. Mục thứ nhất, les légumes, rau cỏ, lai là tỏi, l'aubergine cà tím, la betterave là củ cải đỏ, củ cải đường, ở đây chúng ta không phát âm ký tự ơ. Betterave, la carotte là củ cà rốt, ở trong một số vùng miền của Việt Nam người ta gọi cà rốt là củ cải đỏ để so chiếu với củ cải trắng, thì ở đây chúng ta gọi betterave là củ cải đường, người ta trồng để lấy đường. Carotte là củ cà rốt, le champignon, champignon là cây nấm, le chou là bắp cải, la courgette là mướp, le haricot là đậu nói chung. Và chúng ta để ý chỗ này là không có được lược đi, le haricot. L'oignon là củ hành tây. Đây là một trường hợp đặc biệt về phát âm. O với I là oa, nhưng ở đây chúng ta phát âm là lô, l'oignon, không phát âm là oa. Le poireau là tỏi tây, và la pomme terre là khoai tây, và la salade là rau xà lách. Thì chúng ta coi lại, les légumes là rau cỏ, lai là tỏi, l'aubergine cà tím, la betterave củ cải đường, la carotte củ cà rốt, le champignon là nấm, le chou là bắp cải, la courgette là mướp, le haricot là đậu, l'oignon củ hành tây, le poireau củ tỏi tây, la pomme terre khoai tây, và la salade là rau xà lách. Và sau đây là hình ảnh rất quen thuộc của một số rau quả mà chúng ta coi ở bên trên. L'aubergine, cà tím. La betterave, củ cải đường. La courgette là mướp. Đây là mướp ở bên Pháp như thế này. Le poireau, chúng ta gọi là tỏi tây. La salade thì chúng ta có thể hiểu theo hai cách. Salade là một cây rau xanh như thế này, rau xà lách. Và salade cũng có thể là một món rau trộn. Người ta trộn nhiều loại rau sống vào với nhau, rau xanh vào với nhau, rồi cho thêm dầu giấm vào tiêu, và như vậy là rau này có thể ăn ngay. Còn là salad thì chúng ta phải chế biến. Và sau đây là trên đây là hình ảnh của một số những rau mà chúng ta đã học ở bên trên. Và bên dưới chúng ta có một số danh từ liên quan tới hoa quả, les fruits. Trước hết là quả dứa, ở một số vùng miền gọi là quả khóm, quả thơm, quả dứa. L'anana, ở đây, danh từ này có hai cách đọc, hoặc là l'anana, chúng ta bỏ ký tự S đi. Và cách đọc thứ hai là chúng ta đọc ký từ S, l'ananas, l'anana, hoặc là l'ananas. La cerise, quả cerise. Le citron, quả chanh. La fraise, quả dâu tây. Le kiwi, quả này không dịch được, chúng ta cũng gọi là quả kiwi. Le melon, melon là dưa gang. L'orange, quả cam. La pêche, quả đào. La poire, quả lê. La pomme, quả táo. La tomate, quả cà chua. La nana, la cerise, le citron, la fraise, le kiwi,
Le melon, l'orange, la pêche, la poire, la pomme, la tomate, quả cà chua. Và chúng ta coi hình ảnh của một số quả bên dưới. Ở bên trên chúng ta có quả có tên là le melon. Melon là dưa gang như thế này và cũng có thể là dưa lưới. Và nếu chúng ta thêm danh từ ô vào, melon d'eau là quả dưa hấu. Quả dưa hấu không có trong danh sách này nhưng mà chúng ta học thêm melon d'eau là ý nói là quả dưa giống như thế này nhưng mà nó có rất là nhiều nước. Melon là dưa gang, melon d'eau là dưa hấu. La pêche là quả đào. Quả đào người ta có thể ăn tươi như thế này, cũng có thể là đóng hộp rất là nhiều. Pêche là quả đào. Và bây giờ phần position oral là chúng ta phải tập nói. Quels fruits et légumes sont typiques de votre pays? Typique là tiêu biểu. Những hoa quả, trái cây nào và những cái loại rau nào là tiêu biểu của bên nước các bạn? Thì chúng ta có thể kể ra vài loại quả tiêu biểu và loại rau tiêu biểu. Quả tiêu biểu chúng ta có chẳng hạn là lê hoa và quả ổi. Rồi lê Jacques, quả mít. Rồi chúng ta có những cái quả như là quả đu đủ, lê papaye. Rồi quả chôm chôm, lê rambutan. Rambutan là quả chôm chôm. Rồi quả nhãn, lê longan, vân vân. Đó là những cái quả tiêu biểu của nước chúng ta. Và các loại rau, chúng ta có một số loại rau tiêu biểu, chẳng hạn như le liseron d'eau, rau muống. Liseron là một cái loại cây ở bên Pháp, nó leo và nó có cái hoa, nó có cái lá giống hệt như cây rau muống của chúng ta. Nhưng rau muống của chúng ta thì mọc dưới nước, do đó người Pháp họ thêm chữ O vào, liseron d'eau là rau muống. Chúng ta còn một số rau tiêu biểu nữa nhưng mà cũng khó dịch, chẳng hạn như rau ngót, rau mồng tơi, chúng ta không có thể dịch được bằng tiếng Pháp. Phần kế tiếp người ta nói về số lượng, les quantités, hoa quả số lượng thì chúng ta dùng những danh từ như thế nào? Une baguette de fraise, fraise là dâu tây ở bên Pháp người ta bán theo những cái hộp như thế này, người ta gọi là baguette. Baguette như là một cái vỉ, có thể bằng gỗ, gỗ này là gỗ rất là nhẹ, và có thể là bằng cái hộp plastic, người ta gọi đều là une baguette de fraise, người ta bán theo đơn vị như thế này, giá là bao nhiêu đó. Une botte de carotte, củ cà rốt như thế này và người ta bó lại, bởi vì đây là củ cà rốt tươi, người ta bán ở ngoài chợ thì bó nó lại, gọi là một bó. Une botte de carotte. Une douzaine d'œufs, một chục trứng, và đây là 12 quả trứng. Người ta xếp trong một cái vỉ có 12 quả trứng. Une douzaine d'œufs. Un filet d'orange, filet là một cái lưới, lưới để đánh cá, lưới để trong các cái trò chơi như là chơi cầu lông, chơi bóng chuyền vân vân, người ta gọi là filet. Ở đây là một cái loại lưới, trong đó người ta để các cái quả cam vào, người ta bán theo một giỏ như thế này, un filet d'orange. Kế tiếp chúng ta có danh từ un paquet de gâteau. Paquet là một gói bánh gâteau, đây không phải là bánh bích quy, bánh gâteau. Và người ta để trong một cái hộp, và người ta không gọi là une boîte, một hộp, mà người ta gọi là paquet de gâteau. Và une tablette de chocolat. Tablette là một cái tấm, một cái miếng. Đây là một tấm, một miếng sô-cô-la, một thanh sô-cô-la. Nó dài như thế này, và người ta gói lại một thanh sô-cô-la. Như vậy chúng ta coi lại các cái danh từ dùng để chỉ số lượng. Une baguette de fraise, một vỉ dâu tây. Une botte de carotte, một bó cà rốt. Une douzaine d'œufs, 12 quả trứng. Un filet d'orange, một giỏ rau. Un paquet de gâteau, một hộp bánh. Và une tablette de chocolat, một thanh chocolat. Đây là un paquet de gâteau, và đây là une tablette de chocolat. Và bây giờ người ta trong phần số 2 người ta yêu cầu chúng ta kết nối cái số lượng với lại cái loại lương thực, thực phẩm. Đây là aliment ở trong cột bên tay phải, từ số 1 tới số 7. Và bên tay trái chúng ta có từ ký tự A cho tới G là nói về các cái số lượng mà chúng ta yêu cầu được nối vào. Une botte. Une botte là một bó. Thì chúng ta thấy một bó là nó phải nối với une botte de radis.
Radi là củ cải như thế này ạ. Củ cải này người ta có thể ăn sống, rồi người ta trộn vào trong các cái món rau trộn đó, trong khi bekha và là phải chế biến ra để lấy đường, để củ cải này có thể ăn sống. In both the radi, unsuck the, một gói, unsuck the pomme de terre. Pomme de terre là khoai tây và người ta bán theo theo một gói, một bịch đó, unsuck the pomme de terre. Rồi C, in douzaine, douzaine là 12, ở đây chúng ta có 12 là 12 quả trứng. In douzaine de, douzaine de. In tablette thì chắc chắn là phải đi với sô-cô-la, in tablette de sô-cô-la. Un sachet là một cái gói nhỏ, un sac là một cái bịch to, một gói to, un sachet là một cái gói nhỏ, và gói này là gói trà. Un sachet de thé, un sachet de thé. Un morceau là một mẩu hay là một khúc. Un morceau de pain, một khúc, một mẩu bánh mì. Un morceau de pain. Và sau cùng chúng ta có une rondelle là một cái lát tròn, và trong này chúng ta thấy une rondelle đi với danh từ citron, une rondelle de citron. Rondelle de citron như thế này, một quả chanh thì nó tròn, nhưng mà thay vì người ta cắt đôi, người ta cắt thành những cái vòng vòng tròn, những cái lát như thế này, và những cái lát này có thể là bỏ hẳn vào trong một ly nước, cũng có thể người ta gài lên trên bờ một cái ly như thế này để trang trí, và đây gọi là cái rondelle. Une botte de radis, un sac de pomme de terre, une douzaine d'œufs, une tablette de chocolat, un sachet de thé, un morceau de pain, une rondelle de citron. Phần kế tiếp là lấy céréales. Céréales là một danh từ luôn luôn là số nhiều, bởi vì nó gồm có nhiều céréales. Chúng ta có thể dịch là ngũ cốc. Le blé là lúa mì, la farine là bột, bột này xay từ cái hạt lúa mì ra. Le maïs là ngô, là bắp. Le pâte là các loại nui như thế này, nhiều thể loại lắm. Le riz là gạo, la semoule cũng là một loại gạo như thế này. Le blé, la farine, le maïs, le pâte, le riz, la semoule. Phần kế tiếp, les légumes secs. Légumes là rau, ở đây không phải là rau lá và rau khô, tức là rau khô thì chỉ có thể là các cái loại hạt, và để phân biệt với les légumes verts là rau lá. Ở trong phần này chúng ta có les haricots blancs, đậu trắng, les lentilles cũng là một loại đậu như thế này. Le pois cassé, le pois cassé là người ta đã cán cho nó vỡ ra. Le pois chiche là cũng là một loại đậu. Và trong phần số 3, người ta yêu cầu chúng ta tìm những tên của những cái loại ngũ cốc và những cái rau khô. Rau khô chúng ta gọi là các cái loại hạt đó. Và bây giờ chúng ta trở lại sách giáo khoa để tìm các cái loại ngũ cốc và các cái loại rau khô là các loại hạt. Retrouver les noms des céréales et légumes secs. Ở trong các cái hình này chúng ta vừa có các cái loại rau khô, tức là các loại hạt đậu đó, và loại loại ngũ cốc. Ở đây chúng ta có lúa mì này. Le blé là lúa mì, hạt lúa mì nó to to như thế này, le blé. Và kế tiếp chúng ta có đây là cái hạt ngô, hạt bắp, le maïs. Đây là y tréma, tôi xin lỗi tôi không thể đánh được cái dấu tréma. Y le maïs, y tréma tức là y hai chấm. Kế tiếp đây là hạt gạo, le riz. Và xuống phần dưới chúng ta có ở đây là lentille. Đây chúng ta có les pois chiches, les pois chiches. Ở bên dưới, ở bên kế bên chúng ta có les pois cassés. Cassés là người ta đã cán cho nó vỡ ra, les pois cassés vỡ ra làm đôi. Và phần cuối cùng của bài là phần chúng ta phải tập nói, production oral. Là người ta yêu cầu trong phần số 4, các bạn hãy liệt kê ra
càng nhiều càng tốt các cái loại thức ăn, le maximum d'aliments, chúng ta biết được bao nhiêu thì chúng ta phải liệt kê ra bấy nhiêu. Đây là phần thực tập ở trong lớp, người ta chia ra thành nhiều nhóm, rồi các nhóm sẽ nêu ra, liệt kê ra cái số lượng thức ăn mà mình biết, và ai chiếm được cái số nhiều nhất là maximum tối đa thì người đó, cái đội đó sẽ thắng. Như vậy qua bài này chúng ta vừa học một số từ vựng liên quan tới các thức ăn, chưa thể là đầy đủ nhưng mà cũng là một số những thức ăn chính chúng ta dùng để làm các cái món ăn đó, và có rau, rồi có các trái cây, có các ngũ cốc, rồi các loại đậu. Xin chào tất cả mọi người.